Xin chào các bạn, các tiệm ôn đang góp mặt tại sự kiện MTV Sơn Tùng. Rất tươi, rất tươi. Với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Và đây là các fan hâm mộ của người cá tiệm ôn. Hôm nay chúng ta sẽ được chụp hình cùng với ca sĩ Sơn Tùng nhé. Rồi, ca sĩ Sơn Tùng chuẩn bị ra đây. Rồi, tụi em xích ra cho Tùng lên sân khấu. Xích ra, xích ra đi em, anh nói kêu xích ra. Ô, xin lỗi mọi người, xin lỗi. Đứng bên kia. Đi, đi, đi. Tùng cho Tùng đứng rồi. Đứng dạt ra đi. Dạt xa xa ra để Tùng đứng rồi. Xin chào các bạn, đây là quang cảnh tại sân khấu Lan Anh, sự kiện live show của Sơn Tùng đây. Fan hâm mộ của Sơn Tùng đã xuất hiện hết rồi. Còn fan hâm mộ của người cá tiêu đã xuất hiện chưa? À chưa luôn. Rồi. Đầu tiên lên sân khấu này chúc mừng sinh nhật Hoa. Happy birthday Sơn Tùng MTV.